Xin chào tất cả anh chị em nhé. Hoan nghênh anh chị em đã quay trở lại với tựa game A Wild Play The Road Ahead, tạm dịch là Vùng Đất Câm Lặng, Con Đường Phía Trước. Sorry anh chị em nhé. Lẽ ra thì tối hôm qua chủ nhật mình tính up luôn cái tập 1 của phần game này, nhưng mà do nó hơi dài 2 tiếng đó, cho nên trong quá trình edit nó bị lỗi, khiến cho cái việc vào tối chủ nhật không thể diễn ra như dự kiến được. Cho nên anh chị em thông cảm nha. Để coi cho thứ hai này. Mình đang quay tập này vào thứ hai. Sáng thứ hai. Gần trưa thứ hai chứ. Nếu mà kịp thì có thể mình sẽ up hai tập trong vòng một bữa luôn. Để coi tình hình như thế nào ha. Nhưng mà anh chị em cứ yên tâm, game này cũng gắn thôi. Mình thấy người ta chơi là khoảng 5 tiếng mấy, 6 tiếng ấy, mà tập đầu 2 tiếng rồi, cho nên chắc khoảng 2 hoặc 3 tập nữa là xong. Thôi, không nói gì nữa, vô nha chị em. Game này anh thấy khá là ok. Tiếp tục. Khu rừng hãy chú ý nơi bạn đặt chân. Một số bề mặt tạo ra nhiều tiếng động hơn so với những bề mặt khác. Hãy thận trọng chú ý những bề mặt gây tiếng ồn. Gió có thể che giấu bước chân của bạn nhưng chỉ mức độ nhất định. Hãy cẩn thận khi di chuyển. Ồ, đây nè, cái màu xanh đúng ghê, màu xanh lam tới 4 cục. Wow, chúng ta phải để ý mấy cái miếng gỗ dưới chân nha. Nè, lợi dụng lúc gió lên. Câu chuyện cái đuôi sóc xám đọc rồi này. Rồi, về hướng nào? Cha bảo mình tìm đường ray và đi theo chúng. Đây, gió lên. Được 4 cục. Rồi, gió xuống. Gió xuống, ngồi xuống. Wow, có mặt nước này. Bước chân xuống mặt nước cẩn thận nha. Né được cái né. Né mặt nước ra. Rồi, 5 cục. Tiếng động môi trường càng lớn thì sẽ hỗ trợ chúng ta tốt hơn. À, ở đây có cái lon ha. Cái đứa mất dạy này nó cứ quăng mấy cái lon ở chỗ này. Chị ông nâu nâu kìa. Bức vẽ của Joey lớp 3. Thêm ông đi làm ơn. 1/3 cây trồng lương thực trên thế giới phụ thuộc vào các loài côn trùng thụ phấn như ông để sinh sản. Vì vậy dù chúng có vẻ đáng sợ, hãy cứ để chúng yên để làm công việc của mình. À, đi mà đá vô cái lò một cái là xác cơ mà nó định. Cuối người. Nãy giờ đi còn phải né lon nữa. Cái thời này là không thể nào chơi tạc lon được luôn. Tạc lon một cái là tự cơ mà nó xác rồi. Mà ở đây có cái gì vậy? Gió lên, gió lên, gió được 5 cục rồi. Có cái ba lô kìa. Không lấy ba lô được. Nghe đá vô cái lon xúc giật. Mấy đứa này ăn uống dơ dãi quá, quên cái lon mới vừa nói xong mà. Xong rồi. Nữa. Lon lầm lon lốn thế. Ôi. Lại mày lon ơi. Đây chỉ để lấy hai cái này thôi. Được 5 cái bình hết rồi. Nghe nè.
lấy ba lô. Ủa mà như ba lô chúng ta có sẵn rồi, đây là pin, bánh kẹo nè, bánh ấy, nước ngọt thì không nên uống, ngay các nước thêm. Mà ở đây thấy cái này còn nguyên nè, sô cô la sao không lấy. Mà game này nó không có yếu tố đói khát nha, nó mà có yếu tố đói khát thì thôi. À, mình để gì không biết anh chị em có thấy gì không. Thôi để chơi mắt mắt đồ sáng luôn. Đấy, chỉnh mắt đồ sáng luôn nha anh chị em, cho anh chị em dễ nhìn. Mình thì thấy hơi tối thôi mà sợ lúc quay xong nó tối gì lắm anh chị em không thấy gì á, phải để dùng nước nữa. Trong cái game này là môi trường là kẻ thù, cũng là kẻ thù không thua kém gì con quái vật ngoài hành tinh đâu. Và chúng ta phải đứng lên để thấy được. Tìm đường ray hướng này, coi chừng mấy cái lon nha. Bức vẽ của team lớp 6. Trời ơi, lớp 6 mà vẽ xấu thế. Hai mẹ con nhà cú. Ai đó là cú sừng lớn. Khuôn mặt của cú có thể trông ngộ nghĩnh với chúng ta, nhưng thật ra nó giúp chúng trở thành những sinh vật nghe ngóng cực thính. Hình dạng khuôn mặt của chúng giúp hướng các sóng âm vào tai. Và bởi vì chúng có thể xoay đầu gần như 360 độ, chúng có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất đấy. Đây là game kinh dị, không phải game Batman. Chúng tôi không cần hội đồng cứu. Dũng nước này không né được, phải đợi gió lên. Rồi, bốn cục, rồi gió năm cục, không. Biểu tượng nó hiện lên là con quái vật nó chú ý rồi đấy. Mày canh lúc gió lên. Cái gì đây? Cái gì bà lao ra kìa? Lao ra chỉ là cái thằng mắt điên. Hai đứa báo thủ. Bệnh viện thất thủ cũng tại quỷ mắt này nè, nó đẩy ông bố tạo ra tiếng động. Báo là chính. Thật, nghĩ sao cầm cây súng trường đó. Súng trường nó không làm gì được con quái vật đâu, trừ phi là cái cây mắt nung mà phải bắn vào điểm yếu của nó mới có tác dụng. Ngồi xuống di chuyển. Chúng ta phải lợi dụng lúc gió lên nha. Bốn cục di chuyển được nè, ba cục thì không nha, năm cục được này. Bốn cục à, ở chính giữa lại có cái lon nữa. Thấy bỏ mất dạy nè, nó cứ quăng lon tùm lum. Chịu nói không, ba cục không di chuyển nha. Gió lên đi, đúng rồi, gió lên đi, gió nổi lên. Cái gì vậy? À, nghe tiếng quái vật nó định vị như con dơi. Ba cục di chuyển chậm nha. Bốn cục được, năm cục đi nhanh được. Xuống rồi. Cẩn thận mấy cái lon, tôi hận mấy cái lon. Năm cục thì thoải mái. Rồi. Màu vàng không sao, màu đỏ mới có sao.
Batman rồi, bà kiếm gì đặt ở đây à? Cần ván gỗ. Cái gì đấy? Không được, chúng ta đứng đi tạo tiếng động lớn quá. Nên ngồi xuống rón rén. Game nhà thiết kế mình thấy dở một cái là nó không có thiết kế cái nút đi chậm mà. Một số game khác nó có cái nút đi chậm mà game này lại không có. Mấy cái bụi cỏ cao này chúng ta đi ngang qua nó sẽ tạo ra tiếng sột soạt. Cái chưa, ném mấy cái lon quỷ ra. Khóa luôn. Đây chắc không đi được. Bên đây không có đường. Chui lỗ chó được không? Khoan, để coi đèn pin coi. Cái đèn pin không có tác dụng gì mấy. Này dở à, mắc gì tay trái cầm cái này tay phải cầm đèn pin không được à, nó không có cho tay phải, nó chỉ cho cầm cái thuốc xịt thôi. Thiết kế ngu vãi, đúng là chắc là game đầu tay rồi. Thiết kế không có tiện dụng cái quần đùi gì hết. Bên đây đường cột bên chị em ơi, mắc gì mà tay bắt buộc phải cầm đèn pin tay trái, xàm xí. Tay phải cầm đèn pin không được à? Tào lao mới lao thật. Gió lên, gió lên. Gió xuống. Đấy, giờ phải canh canh gió lên đi di chuyển. Cúi xuống. Lúc gió lên. Bụi. Khu vực nhiều bụi có thể làm tăng nguy cơ gây hen suyễn. Hãy cố tránh khu vực đó. Và nếu không thể, hãy hạn chế thời gian ở trong đó. Nhớ rằng bạn có thể sử dụng ống hít để có một khoảng thời gian miễn nhiễm. Chà, chỗ này bụi à. Wow. Ê, 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 khoan, khoan, ống hít tôi nhiều lắm. Xài cái đi, 5 gram hết được mà. Né cái bình này ra, xài được cái thời gian miễn nhiễm. Ok, con dê lại cái lon nữa này, vượt qua khe hở. Bạn có thể băng qua những khe hở lớn bằng tấm ván. Bạn có thể sử dụng chúng bằng cách đặt chúng bằng phím F và sử dụng chuột để hạ chúng xuống một cách từ từ. Tấm ván cần được đặt ở những vị trí cụ thể, nhưng một tấm ván có thể được tận dụng để vượt qua nhiều khe hở. Tuy nhiên, nó là một vật nặng và việc mang theo nó sẽ làm tăng mức độ căng thẳng của Alex. Ok, cô này khiêng nặng một cái là bắt đầu. Trong này hết bụi chưa? Không hết rồi. Dây, lúc tôi đến thì cậu đang bận. Nhưng tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì sự quan tâm của cậu hôm trước. Tôi vẫn đang đợi để lấy ống hút mới. Nhưng ít nhất thì tôi cũng đã có vài viên thuốc. Thuốc không hiệu quả bằng ống hút nhưng có bằng hơn không. Tôi sẽ giữ chúng gần mình phòng khi cơn hen tái phát. Hứa đấy, Raphael. Game này nó tạo nhân vật, nó thiết lập nhiều cái điểm yếu quá. Nào là bị hen suyễn rồi thêm có bầu nữa chứ. Nhưng mà cái thời này kiếm thuốc đâu phải là dễ đâu. Nhẹ tay, nhẹ tay, nhẹ tay. Nhẹ tay.
cửa sẵn luôn đi. Cái việc mà khóa cửa không có tác dụng gì với con quái vật. Nó có thể đập một phát. Chúng ta ở đây mà tạo ra tiếng động lớn, nó đập một phát cũng được. Con chuột của mình nó đang tới lúc nó đòi tiền nữa. Chuột này là chuột mua cùng bộ với bàn phím. Chuột với bàn phím Logitech mua cũng mấy năm rồi, xài bền lắm. Chứ con chuột mà chuột có dây á, chuột mình đang xài chuột với bàn phím không dây, bộ của Logitech, xài bền nha, 3-4 năm rồi. Bây giờ nó mới bắt đầu nó hơi bớt nhạy đi. Chứ trước có xài mấy chuột không dây, xài chừng năm là nó đai. Trời, chìa khóa, một ván gỗ đâu? Alo, à đây rồi. Mọi người, tôi đã lấy tấm ván lớn ra khỏi đống gỗ vì có lý do. Cho đến khi chúng ta hoàn thành việc này, chúng ta cần dùng tấm ván đó để băng qua khe hở. Không thích à? Nếu có kế hoạch tốt hơn thì tôi sẵn sàng nghe đây. Còn không thì cứ dùng cái ván đó đi, Jay. Chìa khóa. Đèn pin đâu? Đèn vàng. Chữ R thay pin. Rồi. Đấy. Lại chữ mới ngay. Lấy pin. Ủa rồi cái chìa khóa đã mở cái gì vậy? Alo, cái này không có túi đồ. Ủa, tôi lượm cái chìa khóa mà. What the fuck? Nó không cho thả ở đây. Mẹ, tạo tiếng động lớn quá. Có cái chìa khóa. Chúng ta phải đi qua bên kia mở cửa phòng trước à? Đây làm gì có đường mà qua. What the hell? Sao không cho mở cửa từ phía bên kia ta? Còn cửa sau đi được không? À game này, game này có nút đi chậm anh chị em ơi. Có nút đi chậm, sorry. Nhưng mà đi chậm của nó không phải là nút mà dùng chuột. Dùng chuột lắc nè, không dùng lắc chuột. Ê, thiết kế vãi lòng rồi. Tới tập 2 tôi mới phám phá ra. Tại sao không dùng một phím mà trên bàn phím đi, mình thiết kế chỉ cồng kềnh quá vậy? Trong setting không có nút đó luôn, bắt buộc phải dùng chuột. Trời ơi, bài lắm trò quá. Ấy giờ mới không biết đi chậm cho thoải mái. Lắm trò lắm. Không có nút gì chậm nha. Trong setting không có nút gì chậm. Chúng ta phải dùng chuột. Đấy. Thiết kế một cách rất cồng kềnh. Chắc chắn luôn. Game này là game đầu tay. Chứ mà game mà tôi đâu có nhiều kinh nghiệm thì người ta không làm gì đâu. Như là lấy bối cảnh cũng không được hay ho cho lắm.
lấy bối cảnh ở vùng thôn quê. Cái này mà nếu lấy bối cảnh ở vùng thành phố á, nó còn vui hơn. Tại vì mình có coi review tóm tắt của bộ phim A Quiet Place Day One, là cái ngày đầu tiên mà khi tụi quái vật ngoài hành tinh nó tấn công ấy. Vì nó lấy bối cảnh trong thành phố, nó khá là hỗn loạn và nó hay hơn, lấy bối cảnh như thế này nhiều. Có thể là trong phần 2 của game này họ làm bối cảnh thành phố hay sao, mà chắc gì đã có phần 2. Thiết kế như thế này là màu cam nữa. Cái gì đây vậy? Cuộn băng gì vậy? Chase by work, bị đuổi bởi bầy sói. Workout and running mid. Dùng cho tập thể dục và chạy bộ nữa chứ. Tôi đang bị quái vật truy đuổi, không có nhu cầu. Nó bật nhạc lên cái khác nào tự xử chính mình, tự bóp chính mình. Trừ phi đeo tai nghe. Có thuốc, có thuốc, có thuốc. Mà đang ở mức cam, chắc uống thuốc vô xuống mức vàng. Hệt như dự đoán luôn. Rồi, thành tựu lớn nhất trong tập này là khám phá ra cái việc đi chậm. Cái lồng thiết kế vậy chi không biết. Nhanh nhanh né mấy cái lon ra. Bỏ xuống, bỏ xuống. Rồi. Xịt cái. Lắm. Tranh thủ lúc còn bất tử. Được miễn nhiễm một thời gian. Không đi nhanh được đâu. Vừa đi nhanh cái nó nghe. Man. Rồi may quá qua đây kịp. Ở đây bụi quá. Không được, không được. Đây làm gì mà bụi dữ vậy? Ủa, đây. Cái bọn mất dạy này, nó cứ để mấy cái lon đi hoài luôn. Ừ, khoan 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 khoan. Số 2 còn nhiêu bình? 3 bình hả? Uống luôn đi. Lo nhìn môi trường, cứ đạp mấy cái lon đi hoài luôn. Trời ơi, ui mày quá, nó cho lại. Chỗ này làm gì mà bụi gì? Bụi gỗ à, xưởng cưa hả? Thấy có nhiều cây thì chắc xưởng cưa. Có chừng lon nha. Mấy bọn cò hó là chia da quăng lon giữa đường. Tôi đi đường nào đấy? À, qua anh kia lấy cái máy bay. À, cứ đi chậm rãi thế này thôi. Qua đây chỉ để lấy máy bay. Phải né luôn mấy cái thùng này nữa nè.
đụng vô là phát ra tiếng động. Em này làm đèn pin hơi phế, bắt dùng đèn pin tay phải, đâu cho xài đèn pin tay phải đâu. Muốn dùng đèn pin là phải bỏ bỏ cái này đấy, và bỏ cái này, bỏ cái này sao biết đạo ra bao nhiêu tiếng động. Hai vạch rồi, hai cục đỏ rồi, cẩn thận cẩn thận, cúi xuống rồi, cúi xuống rồi. Cái gì vậy, nó lại căng thẳng luôn. Ai nằm đây? Đường ray bị chặn rồi, mình phải tìm đường đi qua khu rừng. Có một cái xác người ở đây. Hãy đọc, đừng có nói. Tôi là hạ sĩ Shibata. Tôi thuộc về bên quốc gia. Nếu bạn cần nơi trú ẩn, bạn có thể đi cùng tôi đến một trạm gác không xa đây. Nhưng nếu bạn phát ra tiếng động, tôi sẽ không thể giúp bạn. Nếu bạn muốn đi cùng, chỉ cần gật đầu và đi theo tôi. Chắc là đã phát ra tiếng động và toang rồi. Đấy, đi qua cái bụi cỏ này phát nhiều tiếng động lắm. Tranh thủ, tranh thủ, tranh thủ. Hỏi năm, năm cục. Tiếng động môi trường năm cục. Ok. Kiểm tra lại coi. Bốn bình. Bốn bình là được. Bốn bình hút. Ông thiết kế vô cái bình hen suyễn làm gì, bà bầu thôi đi. Đủ rồi, điểm yếu luôn. Mình biết là thiết kế nhân vật nữ là để bình đẳng giới, mình không có ý kiến gì, tại vì trước giờ mình chơi game nhiều nhân vật nữ lắm rồi. Nhưng mà thiết kế đủ loại điểm yếu như vậy nó không hợp lý lắm. Nọ cái bình hen suyễn thấy không hợp lý rồi đấy. Ôi thằng mắt. Chết chưa thằng đó. Mắt đã chết, mình cần phải cẩn thận di chuyển thật lặng lẽ để vượt qua con quái được này. Chưa kịp đập nữa hết. Rồi xài mình đi. Để nó đi xa. Rồi. Nếu không sẽ có kết cục tương tự. Mình tự hỏi những ánh sáng này sẽ dẫn mình đến đâu. Né, né bụi cỏ cao rồi. Thế bây giờ đủ trò vậy, giờ né bụi cỏ cao. Thêm dũng nước nữa, trời ơi. Có để cho người ta sống không? Ôi. Nghe nó điều này chết tôi không. Không có chức năng nhìn thấu nữa. Ở gần quái vật quá, con này nó căng thẳng. Nó tiên nghe tiếng tim đập thình thịch luôn à. Đi đi. Có bình thuốc này. Nhanh 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 nhanh. Né bụi cỏ cao. Né bụi cỏ cao là gặp đúng nước.
rồi. Nhanh nhanh, hai vạch rồi, hai cục rồi. Cần thế. Cái gì sáng sáng này vậy? Cố lên, đừng nhìn nó. Cứ đi, đừng nhìn nó. Nhìn nó sẽ làm chúng ta hoảng loạn thêm. Em dũng nước nhiều vậy. Núp cho bụi cỏ không được. Chết. Mày. Chết tôi rồi. Rồi núp lại đi. Để cho nó đi. Cái con này. Nghe bốn miếng rồi mà nó phát cái tiếng động kinh. Đổi đường, đổi đường. Đúng trò. Nó đi hướng nào vậy? Đừng đi hướng này. Đừng đi hướng này, đừng đi hướng này. Chết. Chỗ này đường cũ. Trời ơi, đi đường kia mới đúng. Phải. Trời ơi. Cái con này nó lại gần con kia là nó tim nó đập thình thịch cơ cơ. Trời 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 trời. Cố lên, đừng có lên cơn hen lúc này, không xài thuốc được đâu. Ôi. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Ê, căng thẳng phải lòng. Sắp hết thuốc rồi. Cố lên, cố lên. Băng qua chỗ này nữa là xong. Cố lên, cố lên. Rồi. Rồi đi đường nào nữa đây? Nó có xuống theo không? Ê, lại dùng nước. Hết cái lon người ta dùng nước. Gió nổi lên đi gió ơi. Rồi 4 cục, 5 cục. 5 cục gió thì nó mới cover được chúng ta. Sao nhiễm này rớt FPS vậy? Đầu này căng thẳng vậy. Còn có 2 bình hít nè. Ở trước, trước khi chơi game này mình có coi người khác chơi. Cái đoạn vừa nãy chết nhiều lắm. Ai là mình chơi rô. Không mà nãy giờ toàn mấy lần. Né cái mình ra. Gió đang 5 cục. Nhanh 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 nhanh. Trời. Hồi gió 5 cục. Em phải đợi gió lên nữa chứ. Xong chưa? Này phải di chuyển chậm rãi rồi, không được đi nhanh. Đây có gì để tôi lấy không? Tiêu hao nhiều quá. Cách tốt nhất là băng qua nhà. Mình chỉ mong không có ai trong đó hết. Tôi cũng mong là vậy.
Ở đây có cái lon, không có cái gì hết. Đi trên gác nha, né né mấy cái lon quỷ này ra. Cái gì đây? Cả hai đều đi ngủ khi mặt trời lặn. Tôi sẽ mở khóa cửa, gặp cậu sau. Rồi, dĩ nhiên là nhà nó bị khóa. Bây giờ phải chú ý mặt đất, né mấy cái lon quỷ ra. Mấy đứa này nó cứ ăn uống, nó vứt bừa bãi, rồi đi rồi đá lon bảo sao chết sạch. Chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Đó, quăng lon từ lưa này, thêm mấy cái thùng này nữa, đá vô một phát. Đúng kiểu bước từng bước như ăn trộm. Đây là game kinh dị chứ phải game giả lập ăn trộm đâu. Rồi, đây chắc là phòng an toàn đúng không? Hy vọng là vậy. Đúng rồi, safe room, safe room. Nó chết rồi. Còn mấy người kia hên xui. Rồi trong đây cứ mạnh mẽ. Trong phòng này cách âm mà. Chơi hết mình đi, đừng sợ. Có lớp niệm cách âm rồi, không cần giữ kín, giữ kẽ gì cả. Nén lên, bú thuốc vô. Mình ra lại pin, có xài đèn pin đâu mà cho pin lắm. Không có quần đùi gì hết. Xong, không có nghỉ ngơi ở đây, đi luôn à? Tiếp tục nào. Đã mình có đề cập là cái việc dùng súng để xử con đó đúng không? Nhưng mà súng thường hỏa lực yếu không tác dụng đâu, tiểu liên ít nhất phải là súng mà kiểu mà shotgun ấy, mà shotgun phải bắn tầm gần, bắn gần mới có tác dụng, hoặc là súng bắn voi, bắn tê giác như là Magnum, mà phải đợi cho nó cái đầu nó bung ra để lộ điểm yếu, bắn bể cái điểm yếu nó mới được. Chứ không thì cái lớp da của nó rất là dày, không có tác dụng gì đâu. Mà cái việc bắn súng vậy gây tiếng động lớn sẽ thu hút những con khác ở gần đó. Hình như trong quá khứ, không biết phần sau chúng ta có khóa được không. Cái cô Alex này đã dùng súng này để cứu mạng Martin, và cái việc đó đã khiến gián tiếp khiến cho chồng chồng của bà Laura, cha của Martin, chết vì việc đó, cho nên bà rất là hận. Bà hận cô này. Có người khác ở đây sao? Laura, cha, mình không thể mạo hiểm được, phải quay lại đường ray thôi. Kiếm thêm tí thuốc. Xịt, ê, bình hút 3 bình. Mục tiêu là ở đâu vậy? Lên lầu à?
để đi đi khám phá dưới đây trước. Cửa khóa. Cái dấu vết này chắc chắn là con quái vật nó nhảy sổ vô nó phá này. Chứ sức người làm gì mà đập đập kiểu này được. Đúng không? Nhà này chắc đã làm cái gì tạo tiếng động lớn ấy. Tạo như con quái vật nó phát hiện. Nó phá tường nó vô luôn. Câu chuyện thời gian, tác giả Lô Lắc Sinh. Một thử thách, một loại thuốc, một cơ hội để thử thách ý chí của tôi. Rồi lại thơ với thẩn nữa. Và cái này mọi người tự đọc nha. Mình ghét đọc mấy cái thơ thẩn này lắm. Mọi người có thể dừng video lại để đọc. Đóng dấu trên bài thơ giải nhất giải thưởng thơ thiếu niên Lanley Xem Chim. Vãi cái thơ với phẫn. Lại dịch sót rồi. Rồi, không có tiếng Anh, hay không có tiếng Việt. Phải xác một người. Xác hai người. Xác ba người luôn, vậy là gia đình này chết sạch đó rồi. Ủa, ba người này đàn ông. Ba người đàn ông cũng có thể là người lạ vô để kiếm đồ ấy, giống như chúng ta này. Rồi, ở đây hết ha, lên lầu. Cứ đi từ từ thì cho lành. Nghe được tiếng bước chân luôn. Sao vẫn còn đèn hay vậy? Đã 4 tháng từ cái ngày đó mà vẫn còn đèn. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Ở trong nhà không có tí gió nữa. Âm thanh môi trường có 3 cục. Một buổi live show của Chloe Lassen. Bỏ qua giọng của mình nha, nghe chưa ẹt. Có cả mic cassette nè, đúng không? Đúng rồi, đây là mic cassette mà sao dơ. Phòng của một đứa bé. 10 tháng 1 2010. Mẹ và bố đúng là ngốc nghếch. Họ mua cho mình một cái bánh để chúc mừng mình giành được giải thơ thiếu niên và mẹ hát bài chúc mừng sinh nhật nhưng thay bằng lời chúc mừng chiến thắng. Nghe chẳng hợp lý chút nào. Chiếc bánh có lẽ có đến 100 cây nến trên đó và bố thắp sáng tất cả. Khi mình hỏi tại sao, ông nói rằng đây là một sự kiện lớn và xứng đáng với một lễ kỷ niệm hoành tráng. Họ thực sự rất ngốc nghếch. Đây là một 10 tháng 1 hay là 1 tháng 10 đi? À chắc là 1 tháng 10. 1 tháng 10 2010, còn này là 2 tháng 10 2010. Bên nước ngoài là nó viết kiểu mà tháng trước xong rồi tới ngày mới tới năm. 2 tháng 10 2010, bây giờ là 2 giờ sáng. Mình vừa nhận ra lý do tại sao mẹ muốn hát chúc mừng sinh nhật. Mẹ nghĩ rằng đó có thể là lần cuối cùng mẹ có thể hát cho mình. 3 tháng 10. Dành nửa ngày để xem lại các bài thơ của mình cùng bố. Mình muốn dùng tiền thưởng để làm một cuốn sách, nhưng không biết sao. Đọc lại lần nữa, mình không thích chúng. Không thích bài nào cả. Bố nghĩ rằng nó là do cơn đau mà mình đang chịu đựng, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có thể ông ấy nói đúng. 6 tháng 10.
Mấy ngày qua mình khá uể oải nên chỉ nghỉ ngơi và nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Mình nhớ những lần bạn bè đến thăm, khi mọi người đều nói cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi, cậu sẽ sớm khỏe lại. Đã mấy tháng rồi mình chưa gặp Dylan, còn lâu hơn nữa là Rachel. Có lẽ họ cũng chán khi phải nhìn người bạn thân nhất của mình đang chết dần. Thôi, đủ rồi với những suy nghĩ tiêu cực đó. Tin tốt là mẹ và bố đã dành 2 ngày qua để sắp xếp lại các bài thơ của mình thành bản thảo đầu tiên cho cuốn sách. Nó hiện tại quá ngắn và họ bảo mình đừng đọc nó cho đến khi cảm thấy khá hơn. Nhưng họ nghĩ nó sẽ là một điều gì đó thật sự đặc biệt. Mình biết họ là bố mẹ và phải ủng hộ mình hay bất cứ điều gì. Nhưng mình không biết mình sẽ làm gì nếu không có họ. 21 tháng 10, mình ở trong bệnh viện, quá nhiều thuốc và mệt mỏi để có thể viết được. Họ muốn mình ở lại lâu hơn. Nhưng nếu đây là kết thúc, mình muốn về nhà. Mình muốn ở bên đồ đạc của mình, trong căn phòng và ngủ trên chiếc giường của mình. Mình muốn mẹ và bố đắp chăn như khi mình còn 5 tuổi. Và mình muốn tin rằng sẽ thức dậy với mùi bánh, pancake ba con của bố và tiếng mẹ hát cả một vở nhạc kịch một mình. Đó là điều mình muốn. Vậy nên đó sẽ là những gì sẽ xảy ra. 22 tháng 10, mình chỉ muốn... Hóa ra đây là một cậu bé bị mắc bệnh gì đấy và đang chết dần. Ai... Trong này có gì không? Bước vô đây nghe tạo tiếng động lớn này. À, nó nghe liền nghe chưa? Vô đây có quần đùi gì đâu, không có cái gì để lấy cả. Cái lỗ này là lỗ con, lỗ để cho con quỷ quái vật nó xông vô, có cái gì đây đâu. Vậy cũng cho tôi vô đây nữa. À, tội nghiệp gia đình thì quá, có cậu bé tài năng. Tài năng nhưng mà yểu mệnh. Coi chừng em ơi. Lại mẹ, cái bà lâu ra này nữa. Mẹ chồng. Ơi, bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Rồi, xong luôn. Xòe cái đầu ra kìa. Vật thể ném được, ném động vật có thể đánh lạc hướng tạm thời. Chúng cũng có thể phá hủy những chướng ngại vật và thậm chí là mở ra lối đi mới. Nhưng bạn sẽ phải quyết định hành động đó có đáng hay không. Dụ nó đi đi. Vậy chúng ta tạo ra tiếng động mà không được đứng ở chỗ đó nhé. Đứng chỗ đó là toàn đấy. À, nó phát hiện rồi. Tạo ra tiếng động là phải di chuyển ngay, không được đứng ở chỗ đó. Con quỷ này nó sẽ tới. Giờ tôi phải làm gì? Khoan khoan, nó có mục tiêu là gì đó. Chết tiệt, đau quá. Cảm giác của mình mách bảo rằng để tìm thấy đường ra phía sau. Cái hồ kia, cái hố kia. Nhưng mình phải vượt qua con quái vật và tránh xa lao ra. Cái này ra đấy, nhiệm vụ chắc là qua bên kia mà phải kiếm được tấm ván nữa.
bạn đi. Nhanh 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 lên. Cái này có dùng nước nữa này. Cái dùng nước. Để luôn cái xô nha. Chỉ được giữ một cái thôi. Ồ, có tấm ván kìa. Cửa bị khóa. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cái bà lão ra và cứ theo bà ám hoài. Giờ tâm trí bà không bình thường, ai dám ở gần bà. Chai lọ nhiều vậy. Ống xịt. Giờ không biết quái vật nó ở đâu. Cần thế. Thì tiếng tim đập này nó đang ở rất gần chúng ta. Nhanh 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 nhanh. Cái này. Chỗ này chỗ đặt tấm ván đúng không? Nhanh 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 nhanh. Cái nó cứ như vậy hoài. Tấm ván ở đâu? Ván múc bên này vậy? Phải lòng. Đi đi. Nhanh nhanh nào. Phá cửa bên kia. Nhanh lên coi.
Bên kia, bên kia. Cúi người nhanh. Thế đồ này cẩn thận phải. Ván, 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 ván. Nhìn lên, đừng nhìn nó. Đừng có nhìn nó, lo làm việc đi. Cố lên, cố lên. Rồi, qua luôn. Yeah, thoát rồi. Tôi cha tôi coi người ta chơi đoạn này người ta chết nhiều lắm anh chị em ơi, chắc là do tôi chơi rồi. Lâu lâu gái tí cho nó đỡ căng thẳng, gái được là phải gái chứ, nhưng lúc còn gái được thì cứ gái rồi. Gió gió lớn, gió lớn ơi, hết gió được rồi, chạy không còn xa nữa, chỉ cần tiếp tục đi. Cập nhật nhật ký mới gì đây, đúng là ác mộng. Đầu tiên là rau ra rồi đến sinh vật đó, mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Cô ấy có một khẩu súng, nhưng cô ấy không thể làm hại mình đúng không? Miễn là mình đang mang thai cháu nội của cô ấy, thà đi một mình còn hơn là để cô ấy bắt. Fuck this shit. Nói chung là bà A sẽ không làm hại đâu, nhưng mà bà sẽ bắt cô Alex này bà nhốt lại. Lúc lúc đó khác nào tù nhân đâu. Bà đó chỉ giờ hành bà điên rồi, không đi với bà điên đâu. Bà bắt là bà nhốt lại đi. Mục tiêu chúng ta hướng nào ạ? Đi nhanh một phát nó đầy cây luôn không? Anh chị em thấy không? Má đi chậm chậm sao đi nhanh một quá nó đầy cây. Đi chậm mà lâu lâu nó vẫn vượt kìa. Rồi cứ như vậy cho lành. Tôi không muốn chết. Từ đầu game tới giờ tôi không chết mạng nào. Không muốn chết đâu. Biết đâu sẽ lập lập kỷ lục. Chơi game không chết mạng nào thì sao? Chúng ta sẽ cố gắng nha. Bao tay kỹ vật rách rưới hết rồi. Ngày 1 flashback nhớ lại à, 4 tháng trước. Everyone gets overwhelmed sometimes. You good to head back? Sure. Bà Laura hồi đó đây, 4 tháng trước bà vẫn để tóc dài, nhìn cũng đẹp đấy chứ. Nói chung là game này thấy tạo hình nhân vật ok nhá, cái cử động môi nó cũng ok, đồ họa đỉnh. Mình đang để ở tối ưu về hiệu suất. Where's Martin? I told him to go do the dishes. Oh. During your attack, he didn't know what to do with himself, so I gave him something to do. Got it. He really cares about you. He's never seen me like that. But you had asthma when you were little. That was different. And I had it under control by middle school. When did it come back? Cảnh đẹp quá.
Tiếng máy bay bay kìa, trực thăng hả? Này đúng kiểu ở ngoài ô có cả có hồ nữa. Vậy là cô này bị hen suyễn từ bé nhưng mà kiểm soát được rồi. Ở cấp 2 kiểm soát được rồi, nhưng mà chắc là sau sự kiện mẹ mất xúc động quá cho nên mình tái phát trở lại. Game lấy bối cảnh gì cũng ok, nhưng mà mình vẫn thích cái bối cảnh ở thành phố hơn. Tại vì ở thành phố thì chúng ta có nhiều thứ để tương tác hơn. Ủa? Cái gì? Mới ngày đầu tiên mà đã có thai với là Martin rồi hả? Như vậy là thai này thai được 4 tháng chứ sao lại cô này bảo 22 tháng? Đầu game bảo chắc được 2 tháng. Mà ngày 119. 119 là 4 tháng rồi. Vậy là hai đứa này nó quen nhau, yêu nhau, rồi nó ít ít nhau, có bầu trước ngày tận thế luôn. Lại rớt FPS rồi. 5 mấy, 4 mấy. Trời ơi, có ai đâu cũng phải đặt khóa làm cái gì. Cái hàng rào này nó leo qua phát 1, khóa làm cái gì không biết. Okay. Ăn trộm nó không biết leo qua à. Khóa để đề phòng thú dữ. Thú dữ làm gì biết dùng. Biết dùng chìa khóa. Hey Alex, single or double? Single. Thanks Robert. I live to serve. And don't you forget it. Never mind me. Robert, chắc là ba của thằng Alex. Ê, ba của Mạc Tiên. How are you doing, Dad? Good birthday so far? Dad? Hmm? Fine, sweetheart. I'm fine. Oh, ông Kenneth hồi xưa để tóc ngắn này. Oh, yeah, I just, Alex, you mind grabbing the beer? Not at all. Laura, lúc nào cũng là người cứu nguy, mình sẽ nói cảm ơn khi mình mang cho bảy bia từ chiếc xe van. And it better be full when he gets here. Just because you're in college doesn't mean you're legal. Đang học đại học. Học đại học năm đầu. Để đứng đây nghe chút xíu. She's always been inventive. What was it that everyone called her when she was little? Kỹ thuật viên điệu đà. Julia, bà mẹ. Martin, he just finished his third year. Yeah, yeah, he'll be flying in no time. À, vậy là Alex với lại thằng Martin cách nhau 2 tuổi. Ông bố có vẻ buồn ha. Nhìn hai vợ chồng này thân thiết với nhau, chắc là nhớ lời bà vợ đã mất nên có vẻ hơi buồn. Dù hôm nay là sinh nhật ổng. Trời, quá trời đồ vậy. Viết bằng bút mực nhỏ. Martin, đây là album con muốn. Khi nào xem xong mang nó vào nhà nhé. Mẹ không muốn để trưng trong nhà kho đâu. Vâng, con sẽ làm vậy. Mùa hè 2008. Hai đứa nhóc bơi ngay chỗ cái hồ luôn. Trời, còn bát nữa hả? Ê, cái này mới mùa hè, summer 2009. Còn spring là mùa xuân. Mùa thu 2010. Ghi chú cho trò chơi sinh nhật của Alex, lấy ảnh từ album xong. Lấy một trong những chiếc cặp cụ của bố xong, khắc số xong. Đảm bảo câu đố hoạt động. Lấy quà để đặt vào trong cặp. Mua gì cho cô ấy? Liên quan đến âm nhạc, có thể một chú cúng không sẽ không hợp với một cái cặp. Biết ghi chú sinh nhật cho Alex, nói về sinh nhật của cô ấy cũng là ngày kỷ niệm tình bạn của chúng ta.
Nói rằng cô ấy sẽ luôn là bạn thân nhất của mình, rủ cô ấy hẹn hò. Chưa chắc. Nó kỳ lạ không nếu làm thế trong khi chú sinh nhật. Liên quan đến âm nhạc. À, bát là âm nhạc à? Ở đây làm gì có âm nhạc đây? 2008, 2009, 2010. Tám chín mười à, mà này có ba số à. What the hell? Chúng ta sẽ đi tìm nhé, dò lại cái này trước. Trời, có cả cái súng cho kênh. Wow. Cái gì vậy? Nói chuyện gì với Martin vậy? Mình ước gì hai đứa có thể giả vờ nhưng chưa thể, chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình nên nói chuyện với Martin, kết thúc chuyện này. Bát này số 1 này. Từ từ đó. Bánh xe nách. Chèo thuyền bên hồ này đã ha. 184, ok. Đây vừa nước nó cũng đâu sâu đâu, vừa chèo thuyền vừa tắm luôn được, đã quá đã. Đừng có gì làm ngơ anh, từ từ lấy vô coi cái này là cái gì đó, đánh bóng bàn nữa chứ. Một tám bốn. Cầm mồm đi. Vậy là thử là 481 xem. Wow, cái gì đây? Cuộn băng The Black Lab, buổi ghi hình trực tiếp tại Club Lip 2013. Vé đi xem hòa nhạc gì à? Đừng quên ở lấy món quà thật sự, tìm món quà tốt hơn những vé vào cửa từ buổi hòa nhạc đầu tiên mà chúng ta đã tham dự cùng nhau, hoặc có thể kết hợp với vé cho buổi hòa nhạc Lách Láp sắp tới. À, ơi, tưởng cái gì? Rồi, tới đây, món quà. Hi. I just wanted to say I know. Like, really sorry. I didn't know that you'd. It's okay, really. I thought you'd laugh. You know, on the plus side, you get to brag to all your friends at school. I do? Yeah. You can tell them that you finally took a girl's breath away. Wow. I hate to say it, but I kind of missed you this year. Yeah? Yeah. Martin, I can't find the bottle opener. Can you? On it. Want to help me look? Sure. Lâu lâu cho những cái trường đoạn flashback gì cũng hay. Thường thì những đoạn flashback thì nó sắp xếp không khéo á, nó sẽ cản trở cái mạch chuyện, khiến chúng ta mất cảm hứng đi. Mà không, game này sắp xếp thì ok nè. Sau những trường đoạn căng thẳng, sắp xếp trường đoạn nó êm đềm như thế này, ok. Chỉ có cái là cái setting nút thì nó hơi cài giật.
Loại nhạc nữa, cứ dính bản quyền không đây. Rồi rồi rồi, đi 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 đi. Có phải mình thôi không? Ai nấy càng ngày càng dễ thương hơn. Trời ạ, tập trung nào Alex. Tìm cái đồ bật nắp chăn này nào. I don't suppose they could use a hammer instead? Not unless they want bits of glass in their beer. Ooh, crunchy beer. Chồng đĩa than thôi. Công thức làm bánh gì đây? Bánh red velvet, 2 cốc bột mì, 1 thìa cà phê, baking soda, 1 thìa cà phê baking powder, 1 thìa cà phê muối. Sao nhiều vậy? 2 cốc đường, cốc dầu, 2 quả trứng. Thôi thôi thôi, có cả cà phê giấm nữa. Nghỉ mẹ đi. Nhức đầu quá. Biết đâu hồi bỏ vô cà phê nước mắm. Mới ra cái cà phê nước mắm đó anh chị em biết chưa? Mình cũng mới thấy trên báo thôi. Không biết ở đây có anh chị em nào thử cà phê nước mắm chưa? Chắc là mặn mòi lắm gì. Lâu lâu nó độc lạ nữa. Holy shit. I can't believe you have this. It's my mom's. Do you have any idea how rare this is? You think I'd like it? If you like my music, you'll love theirs. They're like my biggest inspiration. Can I hear it? Will Laura mind if we play it? I meant your music. What? Come on. It's been a long time since I've heard you sing. You mean now or? Why not? I mean, I just wasn't planning on it and I haven't warmed up or. Oh, screw it. All is quiet, all is calm. Though the storm isn't gone. See the sun, catch my breath. Oh, I know what comes next. Just a moment, I feel warm in the eye of the storm. Alex. Anyway, if you liked that, you're gonna love their stuff. It's so cool that you have it on vinyl. I want to show you something. Có cái nắp chai kìa, không lấy đi. Cái đồ khui nắp chai này. Anh ấy đang làm cái quái gì thế? Mình nghĩ là phải đi theo tên ngốc đó thôi. Công nhận cô này hát hay ha. Vừa hát hay, vừa sáng tác nhạc, vừa chế đồ kỹ thuật được luôn. Đa tài thế. Tâm hồn nghệ sĩ mà còn chế tác đồ được quá dữ. Hội đồng y khoa Hoa Kỳ công nhận Robert Edwards vì những công trình tiên phong của ông đã định hình lại lĩnh vực cấy ghép với giải thưởng thành tựu khoa học năm 2010. Wow. Bố của Alex là bác sĩ à? Cuộc thi săn gà rừng 2008 hạng nhất, 2009 hạng nhất, cuộc thi săn hu 2010 hạng nhì, 2011 hạng nhất, săn sói đồng cỏ 23, 22 hạng 3, 23 hạng nhất, 24, 15 hạng nhất luôn. Săn gấu, what the hell, săn kinh vậy. Cuộc thi săn gấu lớn 2016, 2017 đều hạng nhất hết. Ghê vậy. Đại học Y Dược Hoxit, với sự xem xét việc hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, hội đồng giảng viên chính thức cho tặng cho Robert Edwards bằng tiến sĩ y khoa cùng với tất cả các quyền, đặc quyền và trách nhiệm liên quan. Làm bằng chứng cho điều này, con dấu của nhà trường và các chữ ký được ủy quyền bởi hội đồng quản trị được đính kèm dưới đây. Ông bố là bác sĩ, còn mẹ làm gì? Đại học Clemson, hội đồng quản trị của Đại học Clemson theo đề nghị của hội đồng giảng viên, chính thức trao cho Laura Cater tấm bằng thạc sĩ quản lý động vật hoang dã, cùng với tất cả quyền, danh dự và đặc quyền liên quan. Làm bằng chứng con dấu của đại học và các chữ ký được ủy quyền bởi hội đồng quản trị Đại học Clemson. Bố là bác sĩ, tiến sĩ y khoa,
Mẹ làm thạc sĩ quản lý động vật hoang dã. Dữ đi chứ. Ủa, quản lý động vật hoang dã mà sao nhiều cúp đi săn quá vậy? Vậy ai là người thích săn, ông bố hay bà mẹ? You see it anywhere? I think it might be in my bedroom. Wait here. I'll get it. Oh, no. This time, I'll run off. And who knows? I might even plan some incredibly stupid prank. Oh, God. I thought you were over that. Maybe I am. Maybe I'm not. Ủa mà chơi thân với nhau từ bé đến lớn mà tại sao thằng này nó không biết là Alex bị bệnh hen suyễn cả. Chơi thân nhau từ hồi nhỏ mà, từ hồi 10 tuổi gì mà sao lại không biết bị hen suyễn gì? Trời ơi, phòng của nó này dơ dái thế. Tôi đang chơi game dang dở nữa mà. Đây tấm hình chụp với Alex. Martin Xiao là xin chào trong tiếng Ý đó. Xin lỗi vì bức thư siêu ngẫu nhiên này, nhưng em đã nghĩ rất nhiều về anh. Ý em là vì bất cứ nơi nào em đến ở Ý, em đều nghĩ Martin chắc chắn sẽ thích chỗ này. Vậy đấy, mẹ và cha đã đưa em đi dạo thuyền trên gondola. Lúc đầu thì siêu kỳ cục, vì em cảm thấy như là kẻ thừa trong buổi hẹn hò của cha mẹ mình vậy. Gớm. Nhưng rồi em nghĩ về lần chúng ta đi câu cá và anh chơi không khiến em rơi xuống nước. Và em không thể tưởng tượng có màn trả thù nào tốt hơn là đẩy anh xuống khỏi thuyền gondola ở Vin, trong khi người chèo thuyền và cả nước Ý chứng kiến. He he he. Ôi, anh đã nghe qua Italia Job chưa? Đây là một thể loại nhạc em chưa bao giờ nghe tới. Nó nhẹ nhàng nhưng có nhịp điệu cực chất và buồn nhưng lại rất đẹp. Em nghĩ anh sẽ thích nó đấy. Còn nhiều điều em muốn kể với anh lắm, nhưng anh sẽ phải đợi đến khi hai đứa mình gặp nhau. Và có thể anh sẽ nhận được món quà, nên chắc chắn anh sẽ muốn gặp em đấy. Bây giờ em sắp vào cấp 3 rồi, già quá. Chúng ta sẽ có thể ăn trưa cùng nhau nữa, nhưng không già như anh đâu. Vậy nhé, em nhớ anh. Tạm biệt Alex. Thư gửi. Chắc cũng mấy năm rồi. Giờ sắp vào cấp 3 đúng không? Sắp vào cấp 3. Và bây giờ là đại học năm thứ nhất rồi, cũng 3-4 năm rồi. Thằng này nó biết chơi đơn à, Martin biết chơi đơn à. Nhìn trẻ trâu lên mà biết chơi đơn. Hay là nó tiếp xúc với lại âm nhạc để cưa cẩm em Alex này. How many times have you seen Revenge of the Bloodsuckers 2 now? 50? 60? 50, 60. More like 120. Phòng bừa bộn quá. Móc cầu thang, bạn có thể mang theo một chiếc thang móc và nối với một chiếc thang treo để leo lên những nơi cao hơn. Sau này chúng ta sẽ phải kiếm mấy cái này đây. Mình vẫn chưa tin đây không phải là trò đùa, nhưng thôi được, mình sẽ kiểm tra gác mái. They say one man's crap is another man's vinyl collection. Mấy cái VNE là vinyl, là cái đĩa than. Đồ đó là đồ của mấy người giàu ấy nha. Cái đó mắc lắm. Bài luận hạnh phúc của Martin Edward. Cô Ketelo đã yêu cầu cả lớp viết một bài luận về điều ở trường khiến chúng tôi hạnh phúc, để chúng tôi có thể nghĩ về điều đó khi chuẩn bị vào trung học cơ sở. Và đây là bài luận của tôi. Trung học cơ sở là cấp 2. Vậy là bài viết này là hồi Martin học cấp 1. Cô Kettler nói chúng tôi nên viết về toán học hoặc tiếng Anh hoặc lớp nghệ thuật. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc là bạn bè của tôi, Alex và Austin, ngồi cạnh họ trong lớp chủ nhiệm, ăn trưa cùng họ, chơi games Space Invader với họ trong giờ ra chơi. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc.
và nó sẽ tiếp tục khiến tôi hạnh phúc ở trường trung học cơ sở. Và đó là lý do bài luận của tôi là về bạn bè chứ không phải về toán học hết. Này nộp cho cô chửi chắc. Đây là ai đây? Chắc là bà gì rồi? Bà Laura. Lại mấy chiếc máy bay. Ôi, bộ sưu tập đĩa than. Gì quá trời súng vậy? Cái cây này hình như trong Red Dead Redemption 2 có. Cái cây mình đang nhìn nè. Cây này một loại súng cổ đấy. Còn đây là shotgun. Này cũng là súng cổ này. Quá trời súng luôn. Này bộ sưu tập không biết ông bố hay bà mẹ đi. Wow. How long have you had these? You like them? They're incredible. Which one's your favorite? Jesus. Huh? Oh, right. Just pretend they don't exist. That's what I do. They're all your mom's? Yep. I know she likes to hunt, but this is... What? A lot. I mean, she doesn't like hunting. She doesn't? She does it for work. I thought she worked in, like, wildlife management. Yeah, which sometimes means population control. Population control. If, you know, a species gets out of hand, she says it's the only way to, like, maintain balance. You hear that? What? Should have done more. There's nothing anyone could have done. I'm a doctor. What's the point if I can't save my own wife? The hell is that? Đấy. Một quái vật ngoài hành tinh đã xâm lấn trái đất bằng cách như vậy đây. Nó vẻ như bố của Alex với lại bố của Martin là đồng nghiệp, hai người đều là bác sĩ hết. Ngày 119 đây nè. 120 là ngày thứ 4 tháng à. Nó đây rồi, mình có thể đi đến khu trại và nhờ giúp đỡ. Mong là cha đang ở đó. Chỉ có đi bộ đi. Ê, móc cái này ra chứ. Trời, há nhiều thì nhanh phát. Phải lòng. Ủa? Lâu lâu quên bấm phím ship một cái. Nó chú ý thấy liền luôn. Ủa rồi đường bên kia là sao? À, hai con đường thông nhau. Đúng không? Và game này nó cũng đâu cho chúng ta sưu tầm nhiều đồ đâu. Cái này không có đọc được. À, này chúng ta nhảy xuống từ đây nè. Trái phải đều là đường thông tới cái chỗ này thôi. Ok. Kiểm tra lại coi. Còn bốn mình hết. Pin thì hầu như không xài luôn. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Trời ơi, cô này dính bẫy gấu. Bẫy gấu, dính cái bẫy gấu chắc hét lên rồi bị con quái vật nó xử. What the hỡi. Ê, còn đặt bẫy gấu ở đây nữa chứ.
Để ra. Giờ kiểm tra hết cái lon rồi tới mấy bãi gấu á. Còn cái trò gì mất dạy hơn nữa không? Mất đặt mấy lon gì cho bãi gấu nữa. Ơi, được đi thằng này. Cái này thiết kế lẽ ra phải để đèn pin tay phải. Đèn pin tôi muốn cầm tay gì tôi cầm chứ. Tự nhiên bắt người ta phải cầm đèn pin bên tay trái. Cái lòng phải bắt về này chịu nổi không? Tay phải chỉ để cầm ở mình hít. Láo liếu thật. Nè, khu trại đằng kia. Cẩn thận mấy con quỷ bẫy gấu nha. Né cái xô này ra luôn. Được rồi, mình đến rồi, nhưng còn ai khác không? Vậy bên quốc gia cha, mình phải tìm ai đó. Ơi, có chim. Bọn chim nó bay cũng làm con quái vật nó để ý. Đây nè, vệ binh quốc gia ở đây để giúp đỡ. Wow, có cái máy bay kìa. Ê, coi chừng, coi chừng cái bẫy gấu em ơi. Lắm. Cái gì vậy? For help come to radio station. Cần giúp đỡ thì hãy đến trạm radio. Trạm phát sóng à? Cái vụ gì nữa đây? Đéo gì thế, đèn hỏng à, hay có ai đó ở đây? Mình nên kiểm tra chỗ đèn nhấp nhé thôi. Nhật ký mới. Không xong rồi. Chắc hẳn là có chuyện gì xảy ra ở đây. Nơi này trông vắng vẻ. Nhưng mình thấy ánh sáng phát ra từ một ngôi nhà nhỏ. Nhưng nhỡ đó là bẫy thì sao? Lỡ đó là Laura thì sao? Chết tiệt, mình không thể bỏ qua được. Mình phải kiểm tra thử. Nghe lại thêm xác người nữa. Cẩn thận bẫy gấu nha. Là cái lon nữa nè. Có cái giỏng luôn. Thật chết. Nghe lại ra bài ra mấy cái bẫy nữa kìa. Có đường đi đây. Chỗ này sao bài nhiều bẫy thế. Vừa bẫy gấu cái bẫy kia nữa. Chỗ này không được luôn. Bên này có cái gì kìa. Leo đây được không? Không cho leo đây, trong khi cái này chỉ cần bước lên cái là được. Tiết kế bó cơ mà nó tai. Ai bắt phải đi cầu thang vậy mới chịu. Cái dừa cái lòng. Này các trưởng nhóm, mình rất háo hức được gặp các bạn. Bây giờ có thể các bạn đang nghĩ, nhưng Carrie chỉ đã gặp bọn em khi phỏng vấn rồi mà. Và đúng là vậy, ở một mức độ nào đó mình đã gặp các bạn trước khi đến trại phiêu lưu ngoài trời Oma and Otter. Nhưng mình thật sự tin rằng bất kỳ ai đi qua trại của mình đều sẽ rời đi với một con người khác, một con người tốt hơn. Làm sao mình có thể đưa ra một lời tuyên bố táo bạo như vậy? Đơn giản thôi.
tất cả nằm ở cách sống của Otter. O chỉ mang lại những điều tích cực. T cảm ơn thiên nhiên vì những món quà của nó. T cố gắng nhiều hơn. E mong đợi sự tuyệt vời. R nhớ vui vẻ. Nếu bạn thực sự đón nhận cách sống của Otter, mình hứa rằng các bạn sẽ khám phá ra con người thật của mình. Thêm nữa, để mình đội mũ xếp một chút. Công việc của các bạn là truyền bá tinh thần Otter đến tất cả các trại sinh. Làm trẻ con chưa bao giờ là điều dễ dàng hơn. Mạng xã hội chiếm trọn cuộc sống của bọn trẻ 24/7. Nhưng không phải tại trại phiêu lưu ngoài trời Oma the Otter. Các bạn sẽ giúp các trại sinh kết nối với thiên nhiên. Có thể là lần đầu tiên. Bây giờ, bước đầu để đón nhận cách sống Otter sẽ là bước khó khăn nhất. Mình cần các bạn nộp điện thoại cho mình. Mình biết có vẻ hơi khắt khe, nhưng khi các trại sinh đến, các bạn sẽ phải thu thập điện thoại của bọn trẻ. Và sẽ thật là giả tạo nếu các bạn vẫn còn giữ điện thoại của mình. Hãy mang điện thoại đến tòa nhà hành chính trước 3 giờ chiều. Hẹn sớm gặp lại các bạn. Mình biết chúng ta sẽ có một mùa hè tuyệt Otter. Carrie West trưởng trại và là chủ sở hữu trại phiêu lưu ngoài trời Oma the Otter. Lại thêm một cái trại hè nữa. Trại hè giống đầu Wari à. Đây là 7 nữa nè ha. Đây Otter viết tắt của cái gì nè. Only. Rồi. Bây giờ tôi phải tập trung vô đây đó. Nghe đây có 7. Đi không dòm là xong phim. Chạy hè giống đầu Wari. Mà này là con quái vật hoàn tinh chứ không phải người sói như trong đầu Wari. Các câu vấn. Tôi đã tìm thấy một cái bẫy gấu gần trại. Vâng, một cái bẫy gấu. May mắn thay, tôi đã có thể kích hoạt bẫy gấu bằng cách ném một cái chai vào nó. Nó phát ra tiếng động siêu lớn. Nên thành thật mà nói tôi khá ngạc nhiên khi không ai trong số mọi người đến xem tôi có ổn không. Một cái bẫy gấu gần trại thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng ta phải kiểm tra toàn bộ trước khi các trại sinh đến. Jerry. Đứa nào đặt bẫy gấu đây? Đứa nào? Đứa nào nói anh cho một bạt tai nha. Trại dành cho trẻ em sao đặt bẫy gấu từ lưu học dương vậy? Nghe nó. Lỡ mấy đứa nhóc mà nó đạp chúng một cái là coi như đi cái chân nó luôn. Không cứu chữa kịp thời là xong cái chân của tụi nhỏ luôn đó. Bên này có gì không? Tôi không muốn đạp bãi gấu đâu. Ủa? Đây đây có gì đâu? Toàn là bẫy chứ có gì bên này đâu. Trong thùng thì có gì không? Không. Thôi, không đi hướng này đâu. Giờ nó chưa cho chúng ta phá bẫy. Chút nữa lận. Ôi nghe lại quên, lâu là quên bấm phím ship một phát. Cái gì vậy? No crying, no screaming, no clowning. Không khóc, không được khóc, không được hét, không được cười. Ôi chạy hè kìa. Không được khóc là đúng rồi. Không được hét thì cho nó ảnh hưởng cũng được, nhưng mà sao cấm người ta cười. Chạy hè khó khăn thế. Bảy gấu có thể bị vô hiệu hóa bằng cách ném đồ vật vào chúng. Chúng sẽ rất ồn, vậy nên hãy cẩn thận. Một cái bảy gấu, hai cái bảy gấu. Không năm. Lại viên bánh xà nách nữa nè. Hiệu con gấu nữa chứ. Lấy cái chai. Chết mẹ rồi. Nó có lại đây không? Lời thì kia phải rồi, lấy thêm cái chai. Làm gì đấy? Bỏ nó đi rồi.
ta hết chai, lấy mấy chai. Ờ, không cho lấy luôn. Bắt được phút. Vậy bây giờ nó đứng trên nóc nhà không? Vô cái đi, đỏ rồi. Cẩn thận dưới chân nha. À, cái lòn nữa kìa. Why home? Cậu ở lại đây cùng với nhân viên tư vấn. Tôi, Wessler và Melen sẽ lần lượt đi về phía Bắc, Tây và Nam để tìm những người sống sót khác. Đã có báo cáo rằng có dân thường được phát hiện ở bệnh viện. Mặc dù mọi nỗ lực liên lạc qua radio đều bị phớt lờ, có lẽ họ đã ngắt kết nối tất cả các thiết bị điện tử trong lúc hoảng loạn chăng? Trong lúc chúng tôi vắng mặt, hãy giữ liên lạc qua radio. Hãy thận trọng khi thông báo vị trí của chúng ta cho những người sống sót. Chúng ta ở đây để giúp đỡ, nhưng nếu quá nhiều người tập trung lại, có thể mọi chuyện sẽ lặp lại như những gì đã xảy ra ở bến cảng đấy. Hãy giữ im lặng, hãy giữ an toàn. Hạ sĩ Shibata. Người Nhật à? Viết bằng bút chì. Xin chào, mình là Cameron, bạn tên gì? George. Bạn mấy tuổi rồi? 5 tuổi, còn bạn? 8 tuổi. Tuyệt. Mình đến đây với mẹ, còn bạn? Bố à? Tuyệt. Gấu bông của bạn tên gì? Tên là Ted. Vậy bạn muốn chơi không? Bố bảo chơi bời nguy hiểm lắm. Chơi caro thì không đâu. Đúng rồi, chơi bời nguy hiểm lắm. Chơi caro được. Một đứa 5 tuổi và một đứa 8 tuổi. Đây nè, radio station này. Nó bảo khi cần giúp đỡ thì tới chỗ này. Mới bú thuốc xong. Mấy chỗ này để leo lên nè. Rock climbing. Leo núi. Ở đây không di chuyển nhanh được nha. Có vẻ chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Nhẹ nhàng, từ tốn. Rồi. Ê, ai kìa, có ngọn sóng. Nhẹ nhàng. Cái này là cái ống hít cần đấy. Chúng ta bao nhiêu ống hít? 5 cái ống hít, ngon. Cái kia là gì, ống hít luôn à? Là pin. Lại pin rồi. Pin thì không cần. Ê, ông bố hả? Nhìn giống ông vậy. Oh, thank God. Are you? I'm fine. Yeah, it was an accident. Did Laura do that? The hospital was attacked. Everything happened so quickly. Did anyone else make it out? All that matters is that you're safe. Laura followed me. She's not well. Yeah. But locking you up, I never thought. Alex. She knows about. Your glove. Shred to shred. Oh, that's okay. Oh, no. Here, put these on. No, thanks. Don't be silly. I'm not. That can't protect you. Stop it. Alex?
I'm sorry. I just... I can't... Martin... He was my... My only... And he's gone. Because... When your mother passed, I couldn't see the point of anything. But when I look into your eyes, I know she's still here. What do we do? The group that was here left a while ago. They were in contact with someone through the radio. They wrote down the frequency, but the antenna's offline. Where is it? There, on the watchtower. Okay, then. No, I'll go. You're injured. You're pregnant. Only one of us is walking like Tiny Tim. But I... Dad, I can't lose you two. I take this. To help with the antenna. What? Now, I just remembered. Laura got me this for my birthday. I found these. I can direct you to the antenna. I can talk, but you need to... Stay quiet. I know. Okay, tap the mic once for yes, twice for no. Got it? Good. Be safe. You too. Bình tĩnh nào, nghe lời chỉ dẫn của cha để đến tháp canh lỗ. Vừa rồi tự nhiên nó có cái đoạn súp nó không phù hợp đúng không? Mình nghĩ cái đoạn đó chắc là nhóm dịch canh thời gian nó chưa chuẩn đó. Bấm lộn thời gian cho nó mới hiện vô đây. Tạ ơn Chúa, ông ấy vẫn còn sống. Cha còn sống, chân của cha bị thương nhưng cha vẫn còn sống. Mình không chắc điều gì đã xảy đến với ông ấy, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Không còn nữa. Tất cả những gì mình phải làm là sửa anten, tìm ra hướng đi của vệ binh quốc gia và tìm một nơi an toàn cho cả hai cha con. Ok, thôi tập 2 tới đây thôi anh chị em ơi. Cũng mình nghĩ cũng dài đó. Cũng tiếng mấy gần 2 tiếng chứ không ít đỏ gì rồi. Và tới tận lúc này mình vẫn sống nhăn răng, chưa chết bạn nào. Ok, rất cảm ơn anh chị em đã vào xem tập này nhé. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like và chia sẻ video này để nhiều người biết đến kênh hơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập tiếp theo sớm nhất có thể. Game này thì mình nghĩ là cùng lắm là 2 tập thôi, có thể là 1 tập. Tối đa là 2 tập chúng ta sẽ phá đảo. Không biết về sau chúng ta có được dùng súng hay không. Rồi, vậy nha. Bye bye.